Cười xỉu với cô Nguyễn Thị Tiết Hoa, cô năm nay 59 tuổi. Cô nói cho cô ghi hình một lần nữa, cô kiếm nước ngoài chứ nước trong kỳ quá hà. Thì cái câu chuyện này như thế nào? Tiến xin mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em mua cô ủng hộ cho Tiến nhé. Con nói bây giờ cô không muốn có chồng Việt Nam mà cô muốn có chồng nước ngoài hả? Ủa, tôi ra nước ngoài đi, giống em gái mình luôn đi. Trong nước trong kỳ quá à. Trời ơi, nước trong gì kỳ chú? Nước trong kỳ quá à. Nước... Nó dập cái thằng Hồ Lao kỳ quá. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú, anh chị em nghe. Thì bữa nay cô điện con có gì không cô? Điện cô nhằm con giúp cô làm thêm clip nữa. Quay thêm clip nữa hả? Dạ. Thì sao... Quay clip nữa. Sao không? Nước ngoài, nước trong dùng nước ngoài cũng được nè. Nước ngoài nước trong kỳ quá. Ơi. Kỳ quá. Hôm nó điện nó nói hai ba câu, nó hỏi có một câu nào. Ông, khoan, để con hỏi. Cô quen ông đó ở đâu? Ở Long An. Ông tên Thành. Ông sao có số cô? Ai biết? Ổng điện cô rồi Zalo có ổng ghé hình phức bạo không anh? Đã nhắn cậu đó rồi ổng làm kỳ quá nên nhỏ em gái nó cắt nó phá điện lô không? Thì bây giờ con nói cô nè, ông nào mà tào lao chát thì bỏ, không có điện thoại tiếp tục nói chuyện nữa. Còn có nói cái nó chửi, nó điện qua cùi bắt nó chửi. Cậy đi. Nó nói đụng máy chặn Zalo. Rồi cậy đi, đừng có ấy, đừng có trả lời liền chi. Cậy đi. Rồi cô nói cô không kiếm Việt Nam mà kiếm nước ngoài hả? Ông nói gì à? Tại ông nói là mà họ cơ không hồi đó giờ không có thèm có không có chồng giờ thèm lắm. Không phải vụ đó. Ý con nói bây giờ cô không muốn có chồng Việt Nam mà cô muốn có chồng nước ngoài hả? Ủa, tôi ra nước ngoài đi giống em gái mình luôn đi. Trong kỳ quá. À. Tại ơi, nước trong gì kỳ chú? Nước kỳ quá. À. Nước nó dập cái thằng Hồ Lao kỳ quá. Trời ơi cô, bây giờ cô nhiêu tuổi rồi? 59 tuổi. 59 rồi, cô nghĩ rồi mong nước ngoài có thương cô không? Không biết nữa. Không có biết đâu, có thừa hên thôi. Thấy nhỏ em gái mình cũng lớn tuổi, cũng thương đó. Còn được không được thì nước trong cũng được. Thì nước ngoài thì đỡ. Nó mới thương mình, thấy nhỏ em gái mình nó được á cậu. Bây giờ con không biết, bây giờ con không hứa cô là nước trong nước ngoài gì hết. Dạ, con nước trong nước ngoài không đi. Được cái nào phần nào, cái nào mà cô giúp đi. Không, bây giờ con nói cô có. Cái thằng Lao cũng ghét quá cậu ơi. Từ nói chuyện, tại để một người nói một người nghe. Dạ, nghe. Chứ thì con vừa nói, cô vừa nói, ai nghe. Đúng rồi, em. Bây giờ nè, con ở đây con nói rõ cho cô, con không làm mai cho ai hết. Cô có nhu cầu nhờ con điện đăng cái thông tin của cô thì con đăng tin. Rồi sau đó có ai mà thích hợp xin số thì con cho. Hoặc là cô thích số ai thì con cho. Chứ con không làm may mà con cũng không có kết nối. Con chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi, cô hiểu không? Còn cô muốn thích ai đến với ai là quyền của cô. Con không bàn ra không bàn vô, sau này vui sướng gì thì cô phải tự chịu trách nhiệm của mình chứ đừng để thừa con nghe. Cô đồng ý không? Thì đó, muốn gì mình chịu trách nhiệm, còn như tào lao dẹp qua một bên hết. Hay đúng rồi, ông nào tào lao quá thì bỏ qua một bên. Rồi thì nghe lời cậu á, tại em gái nó nói làm clip nó được, chị làm clip nữa nó dập với mấy thằng tào lao thôi, nói cho cậu tiếng nha. Chị làm vậy làm biết mà đây không thôi chị để em về. Kỳ cục quá à. Để chị nói nó đi. Bữa nay hồi hoài ta hồi chưa sặc cái ba cái ớt cái hồi hoài luôn. Ở trên trển cậu có mưa không? Dưới đây mưa quá trời mưa. Có mà giờ còn mưa. Dạ ở đó còn mưa đó hả cô? Giờ đang mưa lớn lắm. Rồi bây giờ cô giới thiệu lại tên và tuổi đi, đặng cho cái chú nào nghe được và khán giả hiểu biết gì cô. Cô giới thiệu dạ, đi. Dạ cô nói hả? Dạ đúng rồi. Dạ, con kêu cô nói, cô nói. Dạ cô nói hả? Cô dạ. Tôi
Cô tên là Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ở nói ở ấp luôn hả cậu? Thôi năm xíu xíu dịu tên và tuổi được rồi. Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Hoa, tôi 59 tuổi. Ừ, 59 tuổi là quê ở huyện nào? Tôi ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. À vậy là được rồi, đừng có nói chỗ chợ chợ chính xác, nói vậy thôi. À, rồi bữa hổm thì con quay đã quay cô rồi, bây giờ cô kêu con là quay thêm một clip nữa. Cả nhà em gái nói quay clip nữa đi, tàu đó clip đó tàu lao quá, quay được cái chị. Chị hỏi chứ em hỏi rồi, người ta nói quay được á. Thì bây giờ cô quay đi, cô giờ cô quay con một chục clip cũng được nữa, chứ không phải là quay không được, nhưng mà con nói cô nghe nè. Mình quay một clip, hai clip thôi, đừng có lên nhiều clip quá, nó cũng vậy hà. Thì mà clip này nữa thôi, hơn tôi không được rồi thôi, không có quay nữa. Đấy, tôi có nói cậu rồi đó, quay lần này thôi. Rồi theo không bây giờ. Không có làm cũng nữa. Rồi theo bây giờ nè, bây giờ cô... Bữa hổm con cũng có một chú đàng hoàng mà sao cô không chịu là sao? Chú đó nói chuyện lành quá mà... Nói lành quá mà sợ quá, tại... Cô ơi, cô ơi, con nói cô nghe nè, con cũng nói chuyện lắm nè, mà con đâu có hại ai đâu. Con nói chuyện cũng từ từ, còn ông kia nói thấp 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 thấp. Chịu tôi đi rồi nọ, đi giờ bập lèn, giờ đi lèn đó, làm con dịch. Nó, cậu làm con dịch lèn, có bông bông đi làm bông luôn. Đãi thằng nhà em gái nó nhẹ, nó cũng nói, con tội này làm gì hết, giờ tôi xuống lèn, tôi xuống lèn. À, ông nói vậy đó, tôi xuống liền, nó ủa xong mới đi xuống liền, nhỏ em gái nó nói ông nội này cũng tào lao mới đi xuống liền, chị chưa có tìm hiểu ổng cái gì hết tự nhiên xuống liền. Nó nói bây giờ con nói cô nè, bây giờ ổng đòi xuống liền thì cô trả lời nói từ từ đi để tìm hiểu đi, rồi hãy cho xuống chứ có gì đâu, chuyện nó bình thường mà. Thì cô trả lời nói anh ơi từ từ đi, em đâu có biết anh sao đâu, thì từ từ để tìm hiểu đi, rồi càng cảm thấy em được thì em báo cho anh hay gánh xuống. Mình trả lời vậy thôi chứ chưa gì chơi, tôi nói vậy cái cắt ngang nghỉ không trò chuyện chơi sao biết cái tính người đó tốt người xấu. Không, ê, thì cô nghe thấy vậy, nhỏ em gái nó đứng sau lưng nó nghe bữa nay nó ở nhà này nó ở bên bển rồi. Nhà riêng bển của nó. Cô con nói cho cô nghe nè, cô phải tìm hiểu chứ cô mới nghe người ta nói một hai câu cái cô tắt máy, cô chặn số rồi cô chọn ai được ai, cái gì cũng đâu phải tìm hiểu. Cô... bữa đó còn tiếng nó kia ông đâu có điện số nào về đâu, ông nói một chút nữa điện lại đó, cái gì không có điện đâu, cái gì cô cũng cái phải tìm hiểu từ từ mới được chứ đâu mà. Nhờ em gái nói gì kỳ quá vậy, chưa hết ổng còn đòi xuống với chị liền kìa. À thôi giờ hỏi đi chị, em chị làm cái khác đi, kỳ quá à. Nó nói chưa gì hết, nó nghe điện nó tự nó xíu vô luôn. Bây giờ nè, cái này là con cái ông hồi sáng này con cũng nói luôn, con nói thử cho cô có đồng ý không nha. Ngày mai cũng đăng clip đó, là cái chú hồi sáng này là chú làm nghề thợ hàn, thì con cũng nói luôn là cái bữa trước á là chú có điện con để tham gia chương trình, nhưng mà con không có độ tuổi, thì bữa hổm con có nói là con lấy từ cái độ tuổi 65 đổ xuống, con không có lấy tuổi mà 70 nữa đó. Thì tóc bữa nay cái chú chạy xe qua thì con dòm nó, chú này chắc khoảng 70 tuổi, chú thì còn mạnh dạn cứng cáp lắm, nhưng mà con đoán ra được thì con hỏi chú á là chú bao nhiêu tuổi để con biết. Thì chú nói là con sinh năm mấy cũng quên rồi, mà hồi sáng này con tính ra tuổi là 72 tuổi đó. Thì chú nói là chú thôi vợ đã lâu rồi, chú ra mướn cái chỗ chú ở, chú là hàng đồ đó, chú là thợ hàng đó. Thì con nói chú ơi, chú 70 tuổi con không ghi hình được, con không có quay, tại vì bữa hổm con có nói rồi, con lấy từ cái tuổi mà 65 đổ xuống đó. Thì chú nói thôi, chú năn nỉ quá, chú nói chú đi đường xa, gắng giúp cho chú lần này thôi. Thì con cũng đã nói, con nói thôi chú năn nỉ quá, thôi con cũng giúp, con cũng quay, nhưng mà ở đây con không có cho số chú bất cứ ai, con đăng chú lên, có cô nào thấy cảm thấy phù hợp thì con cho số, hai người tự giải quyết với nhau. Ông nói gì cũng được nữa đó, thì ông cho thì con gắn quay một cái clip đó. Thì chú cũng rất là hiền, chú nói
Tôi không cần chọn người giàu gì chân, người nào nghèo tôi chọn, người nào biết yêu thương tôi là tôi chọn. Bây giờ cái chú đó rồi cô chịu không? Chịu thì con cho cái số đó, rồi cô tìm hiểu cho rõ ràng đó. Chú đó con thấy là cái lời ăn tiếng nói cũng thiệt thà, thì cái đó con chỉ là con chia sẻ vậy thôi, còn cái cô Hiền cô quyết định. Nếu mà cô chịu á thì sau khi quay cái clip này xong nè, con cho số rồi cô liên lạc, cô điện, cô hỏi thăm trao đổi như thế nào đó. Cô đồng ý không? Cái đó là con đây là chỉ là chia sẻ thông tin vậy thôi nha, chứ không phải là con không bắt buộc cô là phải lấy ông đó, là con không có vụ đó nha. Cái ông đó 72 tuổi mà ở đâu vậy cậu biết không? Ở cầu Mỹ Thuận á, Mỹ Thuận đi ra ngoài á. Ừ. Vậy cậu ổng có mấy có vợ con mà vợ con vợ, vợ vợ có vợ mà chia tay lâu lắm rồi, giờ ổng sống có một mình anh hà, không có con cái bạn. Mà nói trước nghe, chú không có nhà, chú chỉ mướn chỗ để làm công việc, thợ ổng là thợ hàng đó. Công việc thì nghề nghiệp á, thì nói chung ra thì làm bữa gì bữa khác, thì con cũng nói cô là trong cuộc sống hiện nay á là không có ngày nào mà mình suôn sẻ đâu, bữa vậy bữa khác á, thì bây giờ thì con chỉ chia sẻ thông tin cho cô hiểu hơn, cô thích thì con cho, con không thích thôi. Ông đó cậu ơi, cái ông đó lớn tuổi quá trời. Thì đó thì, không thì cái đó ý của cô thôi, chứ con chỉ là chia sẻ thông tin đi thôi, tại vì con thấy là chú này cái cách ăn nói chuyện dưới này nọ là cũng thiệt thà hiền hậu nên con chỉ là chia sẻ thông tin đó, còn cái quyền quyết định là quyền của cô, ở đây con không ép cô. Mai mốt rồi cô đừng để thừa con là chỉ là người chia sẻ thông tin thôi. Cái đó thì mình chịu, mình muốn có gia đình tự mình chọn thì mình đâu có đổ thừa người ta được. Mình chỉ mời người ta giữ thôi, như tôi có rồi tôi mời cậu giữ, như cho cậu cho có thấy hình cậu giữ đám cưới cái cô nào đó. Như em vậy đó, bây giờ mà con nói, con nói trước, nếu mà con mà có đến được với chú đó đó là báo bất cứ ai cũng vậy, thì phải báo cho con hay á, đặng mà người ta có lỡ cái xin số cô á, con biết đường là nói cô này đã có chồng rồi con không cho nữa. Có nhiều người không báo á, con đâu có biết người đó có người đó có chồng rồi, cái con cho số nữa cái làm phiền người ta. Nên con nói á, tất cả cô chú anh em ở đây, ai mà xin số tiếng mà có kết nối được với ai á, dù cho hổng làm đám đi nữa cũng phải báo cho Tiến biết, để Tiến đừng cho số tiếp tục đó. Còn cô chú anh em mà cứ nín thinh này, lỡ rồi hai người gỡ nhau cho số rồi anh khác điện lại hay là chị khác điện lại, thôi chồng tôi vợ tôi này nó mất công lắm. Đúng rồi. Còn cái ông kia ở Đồng Tháp, ổng có nói quen cậu nữa mà uống cà phê với cậu luôn, ổng tên Sơn. Ổng nói tôi nói lỡ có thành thì cậu cho mời cậu Tiến cho có hay luôn. Nói thôi cậu cho nay mất công chi, trời ơi phải cho ta hay. Nhưng em bé tôi cũng có lên mạng rồi nó cũng cho hay rồi. Thấy không, bởi vì nhiều cô chú á, cái này hại, cái này là hại Tiến nè. Thật sự giờ nói không, lúc đầu tiên á mấy anh lên chương trình của Tiến mới năn nỉ Tiến, Tiến ơi gắng giúp cho anh. Khi mà mấy anh được rồi á, không một lời cảm ơn cũng không báo cho Tiến hay đó. Rồi mấy mốt có xảy ra chuyện đó, cái điện cho Tiến nói này nói nọ, nó tại mấy anh không à, mấy anh hại em chứ em đâu có hại mấy anh đâu đó. Vậy nó nói là hai người đến nhau là không cho con hay luôn hả? Ừ, ông đó ông nói hỏi cái em tôi thấy kỳ quá, tôi nói không được, chứ ông nói chuyện cũng không có hợp tè nữa. Mà ông nói từ đây cái Tết ông xuống đây dù không cho cũng hỏi cái đường dọc công ty hổng. Tôi nghe một tiếng nó nói tôi đi xuống tới đây cô phải đòi chồng tôi nó không có đón, trả lời không có đón, không có chịu thì cái mời đàng hoàng cho người ta hay, cho không thôi không mời thì phải cho người ta hay. Đó đàng hoàng mà nín thin ở với nhau vậy đó, rồi mốt có chuyện cái điện em tôi mà cháu tôi nữa, em tôi mà cháu tôi nữa, nó nói nó có uống cà phê nè, nó bán trái cây, nó tình sơn nó bán trái cây, nó quỳ nó Đồng Tháp. Tôi nói không có được vậy thôi, tôi không có với cậu nữa, tôi đợi nó hỏi với anh nữa, anh đừng có đi tôi nữa, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi muốn có gia đình thì tôi phải mời cái ông đó dự phụ hay là báo cho ông biết,
rồi mà thưởng mà không thưởng tiền mình như em tôi, em có được rồi chồng nước ngoài đàng hoàng, em tôi thưởng tiền bạc cho ổng, mời ổng tới dự đám cưới tôi, có dự nè, tôi biết nè, đặt nhà hàng mà ổng 60 mấy tuổi nó, mà cháu tôi cũng mới đi nữa nè, nó 50 mấy tuổi nè, thế hả, nó mới có 3 mấy tuổi, thằng đó 5 mấy tuổi mới đi nữa nè, là kết nối cái ông Huy á, ông Huy Hùng kết nối á, nó cũng có mời mình có dự, cái để cho tao biết báo người ta lúc đó tung lên, ổng nó nói kỳ quá, tôi nói tung lên mạng thì mượn ai cũng biết hết mà kỳ gì, không có bất cỡ đó, lúc mượn người ta đã làm mai giờ tung lên mạng còn thấy kỳ, mời người ta cái kỳ còn tiếp, nó nói mời thằng đó nó nói gì ông nó nói ông Sơn thấy kỳ, em tôi không có cái kỳ, tung lên mạng là kiếm chồng và ông cứ kiếm vợ, không có cái kỳ, cháu tôi cũng vậy, nó mới đi nó tịnh hơn. Thôi bây giờ bỏ cái chuyện đó cô An bên đi. Thì bây giờ con nói cô á, nếu ông nào mà kết nối với cô mà không báo cho con hay á, thì cô có điện cho con là con giải quyết ổng, là cô cũng không nên tham đến mà với ổng nữa đó, tại vì những người đó người ta làm lén lút là mơ ước, rồi cô có chuyện gì rồi sao, đúng không? Thì ông Sơn á, ông tên là ông Sơn Quỳnh gì đó, ông đó đó, ông nói thằng Tiến nó giới thiệu tôi nè, nó kêu tôi có vợ rồi, thôi vợ tôi chết lâu rồi. Cái này Phan cô ơi, để này con nói rõ, ở đây con không giới thiệu cho hết, mấy ông xin số thì con cho, chứ cái câu giới thiệu đó nói rất là nhiều người hiểu lầm. Ở đây là con không giới thiệu, không cho số ai hết. Thí dụ con đăng ai đó cô thấy cô xin, tự cô điện cô xin con mới cho, chứ con không khi nào lấy số mà cho tùm lum la gì được đó. Nói cho rõ ràng, mấy cô mấy chú năn nỉ xin số con mới cho, chứ khơi khơi con đâu có cho. Thì cái ông muốn nói gì đó đấy, mới nói cho con nghe, rồi mới nói chuyện với nó xong mới được rồi thì xì, giờ thì phải báo cho tao biết. Chứ em trai nhiều... mình cũng nói báo cho biết chứ nhiều người không biết, cái nói thằng Tiến cho thằng Tiến kết nối hồi nào, mấy ông tự mấy ông xin số và mấy ông âm thầm ở với nhau à, cứ để thừa nói thằng Tiến kết nối hồi nào, mấy ông có làm đám cho không mà kết nối. Trời ơi, nhiều người quay gì khổ sức luôn. Nói con nhỏ em chú bác nó cũng nói đâu tào lao, mai mốt vậy làm clip nữa làm cái khác đi, nói đi nè. Làm clip nữa sao gặp tù lao, em có chồng này, con cháu em, con em cũng có chồng, nó cũng là cháu của chị nữa, còn bà con ruột thịt của chị nó đây là bà con chú bác em nè, tao lao dẹp rồi bây dẹp giờ đi. Nè thôi bỏ chuyện nó đi, rồi bây giờ cô lấy cái tuổi từ bao nhiêu, coi như cái ông là 72 nó bỏ con bên này ha. Sáu mấy đi, tại vì tôi muốn lo kết này tôi 60 rồi. Thì 66 tuổi, 65, 68 gì đó. Không, sau này con lấy từ giá 65 đó lại hà. Tại cái chú đó hồi sáng năn nỉ quá, thì con chỉ là ghi hình chia sẻ thôi. 65 thôi cũng được nữa. Cái chỗ đừng có lấy 70 mấy mấy về giàu quá trời luôn. Cô chê già ha. Cái gì nữa dạ. Tôi đâu có già dữ đâu. Cậu thấy tôi có già dữ không? Không. Nó tôi còn đi làm nổi mà, tôi ghê gánh nó còn về nhà tôi còn thiêu đồ nữa mà. Cô sợ ổng già quá ổng không có sức lực hả? Về ổng tao ngủ không có thở thì khì không mà. Cậu hỏi nói cái ông 72 tuổi đi tới đây nhà tôi hoài nè, tôi dạ. Sợ ổng quá, tôi không dám trốn ổng luôn, ổng là thợ mộc. Tôi nói bố tôi kiếm chồng từng 6 mấy lớn hơn tôi nhiều, 5 tuổi cũng được nữa. Thì 6 tuổi cũng được, tôi không kiếm cỡ vậy đâu, để tôi chồng cô, chống con mắt cô. Chê tôi già, bố tôi kiếm cho tôi còn trẻ như, để tôi coi coi tôi chống mắt tôi, còn ông cô mày ở đâu tôi hốt ăn đó, để tôi làm đám cưới luôn. Làm cưới luôn cho tôi mời chồng. Ông đó luôn, cái ông giới thiệu luôn cho, rồi tôi mời ông luôn, để tôi chống con mắt. Ông nói chống mắt, ông, tôi xuống nhà cô hoài, tôi năn nỉ cô chê tôi hoài. Cô thấy tôi và cô đóng cửa lại kêu chị trốn. Sao ở dặn đó, sao ở dặn đó cho cô không chịu? Ổng ở gần mà ổng đi lụm khộn quá, ổng già lắm rồi, ổng dũng nói chuyện không vậy. Coi như là ổng đi lụm cụm mẹ. Ổng đứng thủng, ổng đi, ổng toàn thở khời khì, ổng vô kêu quỷ cà phê mà ổng cho ổng uống xong ổng ngồi đó hoài, ổng chịu về. Dưới khí ổng tới đóng cửa.
chơi lộn không, rồi năng điển ôm mình đòi hôn. Trời cái ơi. nói không cho hôn Không ông kia được. nhào lại ôm mình nó hôn, cái nói ông làm gì em chạy cái bên, nó nói ông nội nó kỳ vậy phải đợi người ta về nó cho cái này, đợi bả về muốn cho để bả về để đây bả về tới chú của rồi để bả về dê bả. Vậy Nó là thấy nhào vô mình nó nói dê bả. Vậy là cô được đàn ông hôn rồi. Không đâu, nó Vậy nhào là vô em thô đây em chạm là hết còn nguyên rồi, cô hết còn nguyên rồi. đúng rồi, anh trai cái bên này nè, bởi vì nó thấy ông xuống cái nó chửi lần, Bây giờ con hỏi thiệt nó cô phải bên nè, hồi đó giờ cô có mà gần gũi với đàn ông chưa? chưa, Thiệt không? thiệt, tôi có dần gửi đâu, bởi người ta thấy gì người ta mới chơi theo, bởi đi lên ông nhà lỡ tối á, là người ta đưa về, người có khi người ta ghẹo người ta nói á. Rồi khi cái thằng nào mà nó về ban đêm nó xỉn nó nhào vô phải là niêm cho nó hãm luôn nha, đừng có để nó giết mình chết á, trời ơi đừng cái nói nó qua vô toàn đó, nhà của mụ. trời ơi đừng nói qua vô đó vô đây. Rồi thôi bây giờ nè, rồi thôi bây giờ thì bây giờ cô lấy cô lấy cái tuổi từ Thằng đó nó chơi vậy đó mà nó là luật sư, nó chơi cho lát cũng chở cô về. Rồi bây giờ thì thôi con cũng đăng thêm cái clip này cho cô ha. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video để nghe nhà, thì cô điện Vậy tôi quá cần trời hưởng điện, cái mạng tàu hưởng cục. mấy ngày nay điện nhà này, cô muốn xin lên lên một lần nữa đăng ký một người chồng. Bây giờ cô đòi, nãy cô đòi là không không lấy ở trong nước, đòi nước ngoài luôn đó. Thì cái này con chia sẻ lên nè, ai trong nước nước ngoài gì Muốn cho thấy nước ngoài cũng được mà đàng hoàng thôi. nước mắm nước tương được không, Hả? nước mắm Muốn với nước cho nước tương được ngoài không? bán nước mắm muốn tường hả? Ừ Con chờ nó cười nữa. Con kìa, nó không mắm tôi nó cho nó hoàng được cậu làm thế này. Tôi nói tôi thưởng cậu, tôi hái trái cây cho cậu ăn. trời ơi, hái trái cây cho con ăn hả? Thưởng nếu mà có chồng hái trái cây cho con ăn hả? Ở Trái chỗ gì cây chứ, rồi cho mày ra. trái Chỗ gì chứ, cây trồng ở đất gì, xài gì đem cho nó đem để gì như ông luật sư đó ông xuống nhà rồi có gì cho nấy vậy hộp là cái cho hộp vậy là nếu mà con kết nối được cô là cô sẽ tặng cho con là hái tài xài cắt ổi, có miếng ghim không cô? trứng cút trứng trứng vịt Cái gì nữa, rồi có miếng ghim miếng ghim nữa không? miếng ghim chơi cái nó mình trồng ở nhà, Vậy hả? mình bắp rồi trái rồi mình trồng rồi ở rồi nhà. rồi vậy mà con kết nối với cô thành công thì mai mốt là tặng con là ốc cốc cốc ổi xài hột vịt miếng ghim. Mía giờ muốn ăn mía chặt nguyên cây cho ăn hả? Rồi. Mía 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 tay kìa. Mía xin nhiều quá. Rồi thôi cô chào khán giả đi Chào cô. khán giả, chúc trong nước ngoài nước cho tôi làm cầu tiến kết nối cho tôi tình duyên tôi tốt đẹp nhờ mà các nước trong nước ngoài giúp đỡ tôi cầu Rồi. tiến cầu Rồi, tiến đầu tiên đỡ cô chào nước trong nước ngoài, nước mắm nước tương. tôi chào, chào nước trong nước ngoài Thôi may mắn coi nha. Chướng rồi. xuống